Chào mấy anh em Ngọc Hữu ha. Thì mình là anh Bảy Thép đây, thì mình anh Bảy Thép Cà Mau ha. Thì lúc trước là mình có nick anh Bảy Thép, số điện thoại là 0913260614 anh em. Tại vì cái Facebook ê, cái giờ là cái YouTube đó đang bị lỗi, đang bị sự cố nên là không có khó thế đấy được, nên mình sẽ thực hiện cái clip này là ở cái nick này nha anh em. Đó, cái nick này, sau này nữa mình xài để bán hàng luôn, để anh em theo dõi luôn. Anh em nhớ đăng ký kênh ủng hộ nha anh em. Nói chung là sự cố cũng không có hi không có muốn, cũng rất buồn mất cái đó. Thì anh em có cái nhu cầu thì liên hệ lại số này ha. Anh em đã xài nhiều thì anh em ấy, anh em tìm sẽ không thấy thì anh em sẽ nghĩ mình không bán, không phải là mình đang có sự cố ha, nên anh em cứ liên hệ lại số này ha. Thì cái lưỡi câu đây là cái lưỡi câu cá lóc ha anh em, lưỡi câu cá lóc, lưỡi câu mà móng heo ha, móng heo. Thì cái lưỡi này là lưỡi đang đang là bằng thép cựa gà anh em, thì nói chung là rất là cứng ha, bao anh em cá anh em mấy luôn, bao 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 quát anh em luôn ha. Để là lưỡi đây là đít ghép, thì bên thợ bên mình ghép, nói chung là đít cũng rất là liền ha, ghép cũng là khéo. Thì một cái lưỡi dưới đây thì hiện tại là cái lưỡi này là đang lưỡi là 2 ly 2 anh em, bên mình có thì 2 ly 2, 2 ly 4, 2 ly 2, 2 ly 4 và 2 ly 8 nha, cái loại này. Thì anh em cần anh em liên hệ. Một cái lưỡi dưới đây thì hiện tại mang đáng giá là 100.000 ha anh em. Thì cái lưỡi này nói chung là lưỡi làm gia công tại nhà anh em, nên rất là ok ha. Thì cái này lưỡi 100.000 chưa bao gồm tiền phí vận chuyển ha, tiền phí vận chuyển là 26.000 một lần chuyển ha. Ví dụ anh em mua mấy lưỡi thì 26.000 ha, ví dụ như anh em mua 4 lưỡi thì mình sẽ bao tiền vận chuyển cho anh em. Còn ví dụ như anh em mà mua dưới 4 lưỡi thì chịu 26 ngàn thì ship giúp em ha. Rồi mình anh em cần anh em liên hệ qua số điện thoại là 0913260614 anh em. Đó, số điện thoại mình để cho ấy đó, thì anh em cần anh em liên hệ qua số đó. Đó thì mình sẽ giao hàng toàn quốc ha, mình giao hàng toàn quốc ở đâu thì giao cũng được cho anh em an tâm ha. Thì gửi tới nơi cho anh em nhận hàng rồi thanh toán tiền. Rồi anh em nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha anh em. Nói chung là kênh kia mất buồn quá à. Anh em nhớ đăng ký kênh này giúp mình ha. Rồi xin chào mấy anh em ha.